Xin chào tất cả các bạn và đồng sắp với các bạn phần tiếp theo dòng chuyện kể thần hữu bếp Phạm Đình Ân, Minh Họa Thùy Dung, Thư Trang, Kim Liên, Minh Vương, bên nhà số bạn trên đồng. Hôm nay mình sẽ cho các bạn coi kìa. Ăn vóc học hay, hay là tính tường, còn mấy từ học là nghĩa là giỏi giang. Giống như hay dự, hay chữ, hay là cây giờ muốn sang bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thề. Vóc là vốn là dân từ, chỉ hình nhán cơ thể con người. Nhưng con này vót cho thành đến đời cho một phép cân sớm, chia sẻ khỏe mạnh, phát triển mà rất vượt trội. Thành ngữ ăn vót học hay là khen ngợi dành cho những đứa trẻ vừa biết giữ gìn, nâng cao sức khỏe, lại vừa chăm học hỏi, cho rồi trí tuệ. Ngoài ra con này còn dùng để nói lên tầm quan trọng về sức khỏe trong việc học hành. Cơ thể có khỏe mạnh thì trí óc mới nên vong, dễ dàng tiếp thu kiến thức. Vậy chúng ta sẽ dừng ở đây và xin chào tất cả các bạn với phần tiếp theo của chuyện kể thần hữu với Phạm Đình Ân, Minh Họa Thùy Dung, Thư Trang, Kim Liên, Linh Vương, bên nhà số mấy kiểu nào. Bye bye.